trước thời năm mới cũng thay mặt ban huấn luyện đội bóng đồng tâm Long An sẽ chúc tiên là người hâm mộ được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Thay mặt ban huấn luyện thì mùa giải 2021 sẽ lãnh đạo câu lạc bộ, sẽ hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ban lãnh đạo đề ra. Nhân dịp năm mới, em chúc những người thầy từng dạy em, các thầy ở Gia Lai, các thầy ở Long An và các người fan hâm mộ của câu lạc bộ Long An Gia Lai có thật là sức khỏe và một cái Tết thật là hạnh phúc. Năm mới 2021 em chúc ban lãnh đạo, các thầy, các huấn luyện viên cũng như người hâm mộ bóng đá Long An một năm mới tràn đầy hạnh phúc, nhiều gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý cũng như sức khỏe dồi dào và luôn đồng hành cùng câu lạc bộ bóng đá Long An trong năm 2021. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, ấm áp, nhưng cũng đừng quên là phòng chống dịch. Năm mới em chúc nhà hâm mộ tỉnh nhà ăn một cái Tết thật vui vẻ và xung vầy bên gia đình.